Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, kẻ ngang HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12, nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp và thông qua một số nghị quyết phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2023, cũng như một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 43 báo cáo tờ trình của các cơ quan đơn vị. Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11. Để đảm bảo sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương vừa ban hành văn bản yêu cầu thương nhân phân phối trên địa bàn tỉnh chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Theo đó, các doanh nghiệp, thương nhân phải chủ động cung ứng đủ nguồn hàng xăng dầu cho các đơn vị thuộc hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, mở cửa bán hàng đúng thời gian đăng ký, đảm bảo cung ứng liên tục kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu ra thị trường. Hiện có 100% doanh nghiệp cam kết bảo đảm nguồn cung, gần 200 cửa hàng kinh doanh đảm bảo bán hàng theo đúng quy định, không đầu cơ, găm hàng. Riêng chi nhánh xăng dầu Hưng Yên có 62 cửa hàng vẫn luôn có sẵn trên 2 triệu lít xăng dầu, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam vừa quyết định trao danh hiệu top 10 thương hiệu xuất sắc năm 2022 cho 10 doanh nghiệp, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Công ty Chứng khoán DNSI, Bảo hiểm Bảo Long, Novaland, Tập đoàn Nam Long, Công ty Bất động sản Phát Đạt, Visa Việt Nam, Công ty Yến Xào Khánh Hòa. Đây là những doanh nghiệp đã tìm ra nhiều giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn, giữ được nhịp tăng trưởng ấn tượng trong quãng thời gian Covid và hậu Covid. Đây là hình ảnh hàng trăm xe máy, ô tô chết máy nằm la liệt trên đường phố ở Đà Nẵng sau trận mưa kỷ lục kéo dài từ chiều đến đêm qua. Với tổng lượng mưa trong nửa ngày lên tới gần 500mm, nhiều người dân ở đây cho biết họ chưa từng trải qua trận mưa nào khủng khiếp như vậy. Nước làm ngập phương tiện từ tối qua nên chủ xe đã phải để lại xe trên đường. Sáng nay, hàng trăm người gọi dịch vụ cứu hộ để đưa xe về gara sửa chữa. Tại tầng hầm một số cơ quan ngân hàng, xe công vụ bị ngập sâu, chưa thể đưa ra ngoài. Sau khi xem được những hình ảnh thiệt hại do lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, anh Nguyễn Thế Minh, trú tại huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã chạy xe máy hơn 800km để mang hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ Nghệ An. Kể về hành trình của mình, anh Minh cho biết, ngày 8 tháng 10, xuất phát bằng xe máy đến xã Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì gặp mưa lớn, phải dừng chân nghỉ lại. Tại đây, anh gặp một gia đình bán tạp hóa bị sập nhà do bão số 4. Gia đình này có 4 người bị thương phải đi viện, hàng hóa phải nhờ hàng xóm trung hộ. Thương cho hoàn cảnh gia đình, anh Bình mua hết số hàng trong quán tạp hóa nhỏ này để mang tặng cho đồng bào vùng lũ huyện Kỳ Sơn. Vì xe máy không thể chở hết được số hàng, anh Bình đành gửi chiếc xe lại và bắt 2 chặng xe khách để tiếp tục hành trình. Trong hành trình này, anh Minh đã trao cho 20 hộ ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, mỗi hộ 500.000 đồng và toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm, dầu gió với tổng trị giá 15 triệu đồng. Nhiều năm nay, trường tiểu học An Vĩ, huyện Khoái Châu triển khai mô hình văn hóa xếp hàng đón con ở cổng trường. Với số lượng gần 1.000 học sinh, nên trước đây, mỗi lần tan học tại cổng trường tiểu học xã An Vĩ thường xảy ra ách tắc giao thông. Trước tình hình trên, năm 2018, nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh xã triển khai mô hình văn hóa xếp hàng đón con ở cổng trường. Hàng ngày, các thành viên được chia thành những nhóm nhỏ gồm 5 người đứng tại cổng trường làm nhiệm vụ điều tiết, phân làn, nhắc nhở học sinh, phụ huynh thực hiện đúng luật giao thông đường bộ, phụ huynh khi đến đón con đứng đúng khu vực được kẻ vạch theo quy định. Sau 4 năm triển khai, mô hình góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh và phụ huynh. Người đẹp Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc vượt qua 70 thí sinh để đoạt vương miện Hoa hậu Liên lục địa Miss Intercontinental 2022 trong đêm chung kết diễn ra tại Ai Cập vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Với chiều cao nổi trội 1m85, gương mặt đẹp đậm chất Á Đông, nụ cười tươi tắn rạng ngời và năng lượng tràn đầy tự tin, Bảo Ngọc đã được đánh giá là ứng viên nổi bật trong ngôi vị cao ngay khi cuộc thi Miss Intercontinental 2022 mới bắt đầu. Trong phần thi trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam gây ấn tượng với bộ trang phục rực rỡ mang tên Cô Em Dao Đỏ. Đặc biệt trong phần thi phỏng vấn, Bảo Ngọc đạt điểm số cao nhất 9,2 điểm. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001, đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vào ngày 12 tháng 8 vừa qua tại Quy Nhơn, Bình Định. Số đo 3 vòng 85-65-97, trình độ tiếng Anh IELTS 8.0 và khả năng ứng xử tự tin.
Núi lửa Chư Đăng Gia là một trong những thắng cảnh hấp dẫn nhất của tỉnh Gia Lai, nơi được coi là thiên đường của hoa dã quỳ. Danh thắng này đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa muốn đến đây để ngắm hoa dã quỳ và đắm mình trong không gian lễ hội. Cách trung tâm thành phố Pleiku hơn 20 km về phía đông bắc, Chư Đăng Gia là dấu tích của một miệng núi lửa đã tắt hàng triệu năm. Trải qua hàng triệu năm, nham thạch núi lửa đã để lại cho Chư Đăng Gia một vùng đất màu mỡ. Với thời điểm hoa nở rộ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng bào nơi đây lại tổ chức lễ hội hoa dã quỳ. Để tạo ra dấu ấn của ngày hội, huyện Chư Pa vận động bà con dân tộc cư trú ở 15 xã thị trấn trưng bày các sản phẩm đặc sắc độc đáo của Gia Lai. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới, trình diễn cổng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, thi bắn nỏ. Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách được thử sức với cuộc thi đi bộ vượt đỉnh núi Chư Đăng Gia. Sáng nay, chính quyền và nhân dân xã Thành Công, huyện Khoái Châu tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền Hương Quất. Đền Hương Quất thờ ngũ vị đại vương có công đánh giặc cứu nước thời vua Hùng. Đền khởi dựng từ xa xưa, được trùng tu lớn vào thời nhà Nguyễn năm 1857. Đền có kiến trúc kiểu chữ tam gồm ba ngôi, tiền tế, trung tử và hậu cung. Nhiều cấu kiện gỗ trong đền chạm khắc hình rồng phượng, hoa lá rất sinh động, mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Năm 1989, đền Hương Quất được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Theo truyền thống, 3 năm một lần, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao của ngũ vị đại vương. Đặc sắc nhất là nghi thức rước 10 gỗ kiệu cổ hàng trăm tuổi đi vòng quanh làng trong ngày chính hội. Một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về môi trường công bố báo cáo cho biết khoảng 80% thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với những hiểm họa khí hậu nghiêm trọng như nắng nóng, lũ lụt và hạn hán. Thông tin trên được tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về môi trường CDP công bố ngày 13 tháng 10 trong báo cáo Bảo vệ con đường và hành tinh sau khi tiến hành khảo sát 998 thành phố. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy hơn 30% thành phố với ít nhất 70% dân số đối mặt với các mối đe dọa liên quan đến khí hậu. Đáng chú ý, gần 60% thành phố được dự báo phải đối mặt với những hiểm họa khí hậu ngày càng khốc liệt hơn, trong khi 50% thành phố bị cho là sẽ phải hứng chịu thảm họa thường xuyên hơn vào năm 2025. Người dân Đức đang thay đổi thói quen đi lại do lo ngại hậu quả của khủng hoảng khí hậu. Đây là kết quả của khảo sát được thực hiện tại Đức với hơn 1.000 người trên 16 tuổi tham gia. Nước Đức đang chứng kiến bước ngoặt về thói quen đi lại. Theo đó, người dân nước này đang chuyển sang sử dụng xe đạp và dịch vụ đi chung. Theo kết quả khảo sát, 40% số người được hỏi nói rằng vé giao thông công cộng được nhà nước trợ giá ở mức 9 euro một tháng và giá xăng tăng là nguyên nhân khiến họ thay đổi việc đi lại. Vừa qua, tàu Crew Dragon của SpaceX chở phi hành đoàn Crew 4 đã hạ cánh xuống vùng biển bang Florida, Mỹ, đưa thành công 4 phi hành gia trở lại trái đất an toàn. Phi hành đoàn Crew 4 trở về trái đất thành công sau 2 lần hoãn do thời tiết hôm 12 tháng 10 và 13 tháng 10. Trong chưa đầy 1 tiếng, đội hỗ trợ đã đưa Crew Dragon lên tàu, sau đó mở cửa và giúp 4 phi hành gia lần lượt ra ngoài. Crew 4 là nhiệm vụ đưa phi hành đoàn lên trạm ISS thứ tư theo hợp đồng mà SpaceX thực hiện cho NASA. 4 phi hành gia bay lên không gian nhờ tên lửa Falcon 9 vào ngày 27 tháng 4. Họ đã tiến hành hơn 200 thí nghiệm khoa học trong thời gian sống ngoài trái đất. Hai thành viên của phong trào phản đối nhiên liệu hóa thạch vừa qua đã phá hoại bức tranh Hoa Hướng Dương nổi tiếng của danh họa Vincent Van Gogh bằng sút cà chua. Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 10 tại phòng trưng bày quốc gia ở London, Anh. Video ghi lại toàn cảnh vụ việc cho thấy hai thành viên của phong trào Just Stop Oil đã hát sốt cà chua lên bức tranh nổi tiếng Hoa Hướng Dương của danh họa Van Gogh trước ánh mắt bàng hoàng của những người xung quanh. Hai cô gái hô lớn và đặt câu hỏi về việc mọi người quan tâm hơn đến việc bảo vệ một bức tranh hay bảo vệ hành tinh và con người. Theo thông tin ban đầu, bức tranh Hoa Hướng Dương không bị hư hại vì nằm sau một lớp kính bảo vệ. Vụ việc xảy ra sau khi phong trào Just Stop Oil tổ chức một cuộc biểu tình lớn, chặn nhiều tuyến đường ở trung tâm thủ đô London hồi đầu tuần và kết quả là nhiều người tham gia biểu tình đã bị bắt. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /hitv. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /hitv, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.